Ngay bây giờ Thành đang có mặt tại trung tâm của ngôi trường Bucheon THQ. Thành sẽ đứng đây và giới thiệu với các bạn từng cái... Hello. Hello. Oh, hôm nay anh đến trường em à? À. Cái đầu bên này em chưa về à? Anh mới sang được mấy ngày mà. Ôi chào anh, ui giời idol lòng em. Nhưng mà ngày nào em cũng xem kênh của anh thôi. Bị thao túng tâm lý thôi. Thành đang có mặt tại khoa làm đẹp của trường Bucheon THQ. Đây là mấy cái hình mà học sinh thường thường sẽ vẽ. Ngôi trường ngay gần Seoul mà có đào tạo ngành làm đẹp với học phí nó rất là rẻ. Hiện tại giờ Thành đang có mặt tại khoa gọi là làm đẹp của trường Bucheon THQ. Nhưng mà trong này có một cái gọi là cái chỗ mà để mà các bạn học make up này, về tóc này. Và chỗ đấy là gọi là gì? Có nghĩa là cái ngành làm đẹp này có rất là nhiều cái để mà các bạn nữ làm đẹp hay thậm chí làm đẹp cho nam nữa. Gần đây Thành thấy rất là nhiều bạn hỏi về cái ngành làm đẹp ạ. Cùng với Thành đi ra chỗ này. Hiện tại giờ thì mình đang có mặt tại khoa hàng không và cùng với Thành. Khi các bạn đến với khoa hàng không này thì các bạn sẽ được trải nghiệm một cái gọi là giống y như ở sân bay khi học ở ngôi trường này. Đây là cái chỗ sẽ check in ạ. Và trong này thì chờ bay rồi là hay thậm chí là các bạn sẽ được trải nghiệm có một cái khoang máy bay giống y như thật luôn ạ. Hơn nữa các bạn có thể biết được là ở sân bay sẽ có một cái phòng chờ dành cho khách VIP, khách VIP ấy. Thì tất nhiên là trong này cũng sẽ có để đào tạo các bạn. Phía sau này thì sẽ là cái tòa nhà chuyên ngành. Bước vào cái biết luôn liền luôn là khoan nấu ăn bởi vì nó mùi thơm. Các bạn nam và các bạn nữ xem video này lưu ý nhé. Bất cứ ai cũng thế, đầu tiên khi đến với tình yêu thì con đường đến nhanh nhất là dạ dày. Nên là hiện tại giờ đang có mặt tại nhà ăn học sinh của trường Bucheon THQ. Các bạn sẽ mua vé ăn ở đây và đi vào đây để góc bên này đây là hiện tại bây giờ Thành đang có bạn ở thư viện của trường. Nhưng mà khi mà Thành nói to thì chắc là ảnh hưởng. Nhưng mà Thành phải nói là khi mà Thành đến rất là nhiều trường, Thành tự tin một cái bên Hàn này á, tất cả các thư viện ở trong các trường đại học nó cực kỳ chỉnh chu ạ. Và khiến cho mình kiểu thiết kế không gian, khiến cho mình đến đây kiểu chăm học luôn. Thật sự Và phía sau của cái này luôn, sau bên kia đường sẽ là ký túc xá. Về giao thông của ngôi trường này thì Thành nhận thấy luôn, đây là một ngôi trường mà có giao thông thì cực kỳ thuận lợi. Nếu như các bạn ở Bucheon và muốn lên Seoul, đây mà lên Seoul tầm 3 phút thôi. Và có cả xe buýt này, tàu KTX, mọi thứ. Thành đang cùng với giáo viên của trường đi đến ký túc xá và ngay sau lưng Thành đây. Và để chúng ta tìm hiểu về ngôi trường này, ký túc xá nó sẽ như thế nào. Ký túc xá thì sẽ phân chia ra phòng 2 người và phòng 3 người. Phòng 2 người thì tất nhiên là chi phí nó sẽ cao hơn. Đây hiện tại bây giờ là nhà ăn ở trong khu ký túc xá của trường. Anh thấy là nó khá là ngăn nắp và rất là sạch sẽ. Không biết có người dọn mỗi ngày hay không, nhưng mà nó khá là sạch sẽ. Rồi 80 người để ở trong một cái khu ký túc xá như thế này thì nó là con số anh thấy nó nhỏ. Nên là ok. Tất nhiên là về tủ lạnh các thứ thì người ta sẽ phân chia ra tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Về
ký túc xá của trường, Thành nhận xét đây là một ký túc xá nó ngay sát trường học thư viện luôn, nên là những bạn nào xác định đến đây mà học hành mọi thứ thì cái trang thiết bị không cần phải lo lắng rồi. Nhưng mà sức chứa của ký túc xá này nó khá là ít, chỉ được tầm khoảng 80 bạn. Nên là khi các bạn đến đây thì khả năng các bạn muốn đăng ký ở ký túc xá, nếu như học sinh sang đông á thì sẽ rất là khó, rất là khó. Tất nhiên là xung quanh đây thì có vẫn có co-si-un này, vẫn có one room, có two room, có các phòng trọ các bạn lựa chọn được. Đấy. Về ngôi trường này, Thành đánh giá đây là một ngôi trường các bạn nên học, bởi vì là đây là ngôi trường về vị trí địa lý nó rất là thuận tiện. Về chi phí, về sinh hoạt thì nó được hưởng những cái của Seoul, nhưng mà nó được tính theo ở Busan này á thì là một cái thành phố mà chi phí sinh hoạt nó rất là vừa phải nhé. Về cái công việc làm thêm ở cái khu vực này á, thì cái ngôi trường này nó ngay gần khu chân nhọc, và xung quanh Thành bay lên các bạn biết rồi là nó rất là đông người sinh sống ở khu vực này, hoặc thậm chí các bạn có thể tán lên Seoul để làm việc lên đấy. Và chúng mình là Dũng Alpha chuyên review và đáp tất cả các bạn liên quan đến du học Hàn Quốc. Cái video này Thành nghĩ là Thành sẽ nói ít đi, nhưng mà về thông tin Thành quay thì nó rất rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn luôn quan tâm và đồng hành cùng Alpha. Bye bye.